Chúng ta cùng chào đón thí sinh đầu tiên trong trang phục bikini, Nguyễn Danh Danh Đăng Khoa, số báo danh 162. Sinh mang số báo danh 029 Nguyễn Gia Huy và đang trên sân khấu là thí sinh mang số báo danh 025 A Tư. Chúng ta cùng đến với thí sinh mang số báo danh 245 Trần Ngọc Mỹ Kim. Chúng ta cùng đến với thí sinh mang số báo danh 167 Nguyễn Chí Huyền. Chào đón thí sinh Năm Trà, số báo danh 249. Thí sinh mang số báo danh 121 Nguyễn Nhạc Linh. Thí sinh mang số báo danh 056 Cao Ngọc Nhi. Cùng chào đón thí sinh Ngô Minh Thư, số báo danh 144. Chào đón thí sinh 170 Âu Trần Gia Hân. Đến với thí sinh 165 Đặng Thanh Giỏi. Số báo danh 074. Cùng chào đón thí sinh Karin Thara. Cùng chào đón thí sinh 179, thí sinh Thanh Gobi. Chúng ta cùng đến với thí sinh 103, Tiên Trần. Chúng ta cùng đến với thí sinh 285 Ma Juni. Thí sinh mang số báo danh 113 Lê Chí Tài. Số báo danh 030, thí sinh Tài Tây. Thí sinh
002 Nguyễn Ngọc Hạ Vi. Thí sinh 034 A Dương. Thí sinh 070 Hà Thanh Trường. Thí sinh 193 Trần Ngọc Băng Tâm. Cùng chào đón thí sinh Nguyễn Ngọc Rick, số báo danh 068. Vĩnh Phúc, số báo danh 272. Số báo danh 099 thí sinh Nguyễn Tuấn Vĩ. Thí sinh Vũ Bi Thầy với số báo danh 091. Thí sinh Trần Hoàng Anh, số báo danh 235. Cùng đến với thí sinh Dũng Bio, số báo danh 156. Thí sinh mang số báo danh 104 Nguyễn Văn Hiếu. Thí sinh Hiếu Angel, số báo danh 214. Trần Thanh Duy, số báo danh 100. Thí sinh Nguyễn Thành Huy, số báo danh 208. Và thí sinh cuối cùng Lâm Nhật Vũ, số báo danh 251.